Và xin chào các bạn, sau đây tôi sẽ giới thiệu đến các bạn video về các đặc điểm nhận dạng các nhân vật trong One Piece, các đặc điểm nhận dạng của các idol. Các đặc điểm nhận dạng này sẽ được ghi vào chứng minh thư, được ghi vào thẻ căn cước khi các idol đi làm thẻ căn cước, đi làm chứng minh thư. Có thể rất nhiều bạn đã biết những cái đặc điểm nhận dạng, những vết sẹo, những vết bớt rất rõ của các nhân vật. Hôm nay tôi sẽ thống kê lại tất cả các cái đặc điểm nhận dạng dễ thấy nhất của các nhân vật và bạn yêu thích. Đa phần các nhân vật One Piece này đều có những vết sẹo. Những vết sẹo này gắn liền với những giai thoại, gắn liền với những kỷ niệm không thể quên. Để tránh làm mất thời gian của các bạn và các bạn tập trung theo dõi video của tôi, hãy cho tôi xin một like, một sub để cho kênh ngày càng phát triển. Cảm ơn các bạn.